Thưa quý thính giả, ngay sau dịp đánh dấu 35 năm biến cố 30 tháng 4, một quyển sách mới về Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ được ra mắt vào chiều ngày Chủ nhật tới đây, 16 tháng 5 tại Westminster, quận Cam, Nam California, Hoa Kỳ. Quyển sách này tuy chưa ra mắt nhưng đã được sự chú ý và trông đợi từ nhiều giới, những người quan tâm đến Việt Nam Cộng Hòa qua những tin tức từ không gian ảo. Cuốn sách tựa đề Tâm tư Tổng thống Thiệu do tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và cũng là cố vấn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào những năm cuối cùng trước biến cố 1975 biên soạn. Giữa những lời khen chê từ hàng chục năm nay, tác giả trình bày những uẩn khúc nào trong tâm tư của vị Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa và cuốn sách đã được viết trong bối cảnh như thế nào? Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của Hà Giang với tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng sau đây. Chào tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, cuốn Tâm tư Tổng thống Thiệu của ông sắp được cho ra mắt vào ngày Chủ nhật 16 tháng 5 tới đây tại Little Sài Gòn. Xin ông cho biết trong bối cảnh nào và lý do nào đã thúc đẩy ông bỏ công soạn cuốn sách rất là công phu này ạ? Thưa cô Hà Giang, năm 2005 chúng tôi xuất bản cuốn Khi đồng minh tháo chạy, là độc giả đã đặt rất nhiều câu hỏi về những cái diễn biến ở nơi hậu trường trong cái năm 73, 74, 75. Và cái tâm tư của ông Thiệu. Và đặc biệt nữa là từ 2006 cho đến bây giờ đã có rất nhiều những giải mật mới về phía Hoa Kỳ rất là quan trọng cho lịch sử. Những giải mật mới này nó soi sáng cho những cái điều mà chúng tôi đã viết trước đây và nó còn soi sáng rõ hơn nữa những cái điều mà chúng tôi viết ở trong cái cuốn sách mới này về tâm tư Tổng thống Thiệu. Trong phần mở đầu của cuốn sách, tiến sĩ có nói rằng tâm tư của Tổng thống Thiệu cũng là tâm tư của riêng ông và có lẽ là tâm tư của nhiều người Việt Nam khác. Xin tiến sĩ nói về cái tâm tư này ạ. Tôi cũng phải xác định là tâm tư của ông ấy thì tôi nghĩ là rất là phức tạp về nhiều khía cạnh. Nhưng mà riêng về cái khía cạnh tâm tư đối với đồng minh thì chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi biết khá rõ ràng là vì làm việc rất gần ông và sau này được nghe ông rất nhiều lời tâm sự. Sau 75 thì thưa cô thì tôi có thể tóm tắt đó là một cái tâm tư rất là chăn trở, rất là dây dứt, vì một phần thì cần đến người đồng minh từ bao gạo cho đến lít xăng, súng đạn vân vân. Đấy, một đàng thì lại rất là chăn trở trong lòng vì những hành động của người đồng minh ấy. Thì ông nói là nay thế này mai thế khác, tín hiệu lẫn lộn không biết thế nào mà mò. Và chúng tôi có viết chương 18 về cái bài phỏng vấn rất dài của ông với một tờ báo Đức là Der Spiegel. Trong cái bài đó ông ấy cũng nói rất nhiều về cái sự không gọi là phản bội, và rằng thì là bốn đời Tổng thống Hoa Kỳ đã khuyến dụ nhân dân miền Nam vào cái khối của thế giới tự do, rồi cuối cùng tháo lui bỏ chạy, và đặc biệt là có những cái cam kết rất là vững chắc, thân tín, mà giờ cuối cùng cũng lờ đi. Cái bài đó tựa đề là Người Mỹ đã phản bội chúng tôi, thì chúng tôi có in lại toàn bộ cái bài đó từ tiếng Đức được dịch ra tiếng Anh, rồi có những cái bút phê của ông rất là cẩn thận. Nhưng mà đặc biệt có một cái tâm tư mà chúng tôi nghĩ rằng nó phản ánh phần nào cho tâm tư của chính cá nhân chúng tôi và của nhiều người trong chúng ta, đó là về phía ông ấy cũng như về phía nhân dân miền Nam, thì dù rằng có nhiều cái khuyết điểm, nhiều rằng yếu kém, dù rằng có những lỗi lầm tham nhũng này kia vân vân, nhưng mà cuối cùng thì cũng đã cố gắng hết sức. Một trong những cái tranh cãi kéo dài rất là nhiều năm là việc mà người ta tưởng rằng Tổng thống Thiệu khi ra đi đã mang theo 16 tấn vàng cho mục đích cá nhân. Trong cuốn sách của ông, tiến sĩ đã đề cập đến việc này. Xin ông tóm tắt cho thính giả của Đài Á Châu Tự Do nghe. Vâng, thưa cô Hà Giang, thì phải nói riêng về cái mua vàng thì ông ấy hoàn toàn là oan uổng. Mặc dù là chúng tôi cũng đã đề cập đến vấn đề này trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, mà cho tới một tháng trước đây thưa cô cũng vẫn có người hỏi tôi trong cuốn Tâm tư Tổng thống Thiệu chúng tôi có đề cả một chương viết về cái chuyện này. Tại vì thưa cô, trong vòng 2-3 năm qua đã có những cái tài liệu rất rõ ràng, và đó là những cái mật điện của đại sứ mật tay đánh từ Sài Gòn vào đầu tháng 4 cho đến 17 tháng 4 đánh liên tục về cái chuyện vàng. Thì là cái câu chuyện là như thế này, để rất là tóm tắt. Lúc bây giờ là hết rồi, viện trợ coi như là cạn kiệt, có 700 triệu. Thế thì sau cùng nếu mà thôi thì bây giờ còn bao nhiêu vàng, còn bao nhiêu đô la thì có thể là mang ra để mà xả láng, ông dùng cái chữ xả láng đó. Thì đầu tiên đó là bàn với lại ông cho thống đốc Ngân hàng Quốc gia là
cùng Tổng đốc Nguyễn, bạn về đại sứ mặt tay tiếng mà thành cô vẫn là mang sang Thụy Sĩ để mà mua tiếp liệu bên đó nó dễ hơn bên Mỹ, tại vì bên Mỹ thì bị ràng buộc rất nhiều luật lệ. Thế thì có cái lệnh cho Thống đốc Nguyễn, nhưng mà ông Nguyễn vừa mới contract vừa mới làm việc với mấy hãng máy bay, tôi nhớ là hãng tin đó, phần UA đó, Howard Hughes rồi, và bây giờ không còn nữa, để mà chở cái số vàng 16 tấn đi, thì nó lộ ra ngoài, cái tin đã bị leak ra ngoài. Đấy. Thì các cái hãng bảo hiểm, tôi nhớ là Lloyd of London, cái hãng bảo hiểm lớn đó, tại vì khi chở như một cái số vàng lớn như vậy thì phải có bảo hiểm. Thì có những cái hãng bảo hiểm người ta bán những cái insurance policy, thì cái hãng bảo hiểm đó co vòi lại, rút lại, không có bảo hiểm nữa, thế là số vàng cứng lại. Và báo chí Sài Gòn cũng đã có, hình như có đăng tin hay là có cái rumor ở Sài Gòn rất mạnh là ông Thiệu đang chở vàng đi, thì tuyệt khổ lúc bây giờ là ai cũng là phủ tay hết. Nhưng mà ông ấy cứ vẫn cương quyết, và Thống đốc Nguyễn vẫn liên lạc với đại sứ Bạc Tây, thì ông đại sứ Bạc Tây sau cùng đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Thì trong cái cuốn này chúng tôi viết in lại những cái mật điện nguyên thủy đó để làm bằng chứng cho lịch sử. Và mới đây thì chúng tôi được biết là báo Tuổi Trẻ của Sài Gòn có một bài rất là rõ ràng của anh Huỳnh Bửu Sơn. Anh Huỳnh Bửu Sơn là cái người làm việc coi về kho vàng của Ngân hàng Quốc gia trước 75. Anh ấy viết lại rất rõ ràng về cái cuộc chuyển nhượng lại cái số vàng, tính từng ly, từng lạng, và anh ghi rõ con số nào, số mấy, hai hầm vàng, 16 tấn vàng để ở đâu. Thì cửa cổ thì cái đó là rất rõ ràng. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng sau cuốn sách này thì cái chuyện vàng hoàn toàn được giải tỏa đối với ông Thiệu, cửa cổ. Vâng, thưa tiến sĩ, thế còn cái câu mà I have nothing to do with the Vietnamese refugee có nghĩa là tôi không dính dáng gì đến mấy người tị nạn Việt Nam cả, mà người ta cho rằng Tổng thống Thiệu đã nói, thì đầu đuôi nó ra làm sao ạ? Với cái quả giao tôi viết ngay ở trong cái lời mở đầu về cái chuyện này, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái chuyện làm cho ông đau đớn nhất, phải thể nói là đau đớn nhất để đứng về phương diện cá nhân từ sau 1975 thưa cô. Là vì cái chuyện là để tóm tắt thì nó như thế này, khoảng cuối năm 79 tháng 10 thì có những cái tờ báo của chúng ta ở bên này thì có đăng tải trang đầu rằng thì là ông Thiệu nói rằng cái câu là tôi không còn cái gì mà mắc mớ đến cái vấn đề thuyền nhân nữa. Và đang khi đó thì cái phong trào thuyền nhân đang là lên rất là mạnh, rất là cao, mọi người đang là cố gắng hết sức để lo cái việc này. Hai hôm sau thì tôi nhận được cái thư của ông ấy. Thì chính ông ấy kể lại cái chuyện đó như thế nào. Tức là ông ấy nói rằng có một cái thằng, ông gọi là cái thằng ông tức với ai ông hay nói thẳng lắm. Thì cái thằng Michael Bennett của cái tờ báo Now là bây giờ là NOW. Nếu mà ông cho phỏng vấn có lỗi rất là vắn. Thì mà cái vấn đề kẹt đấy là cái chữ for và chữ with. Là ông Thiệu nói rằng khi họ hỏi ông rằng ông có thể làm được cái gì đối với vấn đề tình biên hay không. Đấy, thì ông bảo ý ông muốn nói là tôi bây giờ không còn quyền hành gì nữa, không còn phương tiện gì để mà làm được bất cứ cái gì đối với vấn đề này. Thì đáng nghĩa là nếu mà ông muốn nói như vậy thì đáng nghĩa là phải nói là I have nothing to do for them. Đấy, thì theo cái ông nhà báo thì ông Thiệu lại nói rằng I have nothing to do with them. Đấy, yeah. Thì có mỗi một cái chữ for với chữ with mà nó thay đổi hẳn một cái context thưa cô. Thì ông đau đớn lắm, đó là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời ông là tự tay ông viết cái thư. Mà để cải chính ông viết thư cho editor-in-chief của tờ báo Now. Lại trong cái thư đó, và cái thư đó là ông yêu cầu chúng tôi rất rõ ràng cái vấn đề đó là như vậy, thì anh tìm cách làm mà clear up dùm tôi, ông dùng cái chữ clear up tức là để mà thanh minh, để mà giải tỏa, để mà tài chính dùm tôi. Trong cuốn sách của tiến sĩ có một chương nói hẳn về cái tính đa nghi của Tổng thống Thiệu, nhưng cũng có một chương khác lại nói là Tổng thống Thiệu quá tin vào Mỹ. Một cái người rất là đa nghi thì có thể quá tin vào ai được không ạ? Đó có phải là một điều mâu thuẫn không, thưa tiến sĩ? Vâng, thưa cô, thì nếu mà mình đặt cái câu hỏi như vậy thì thấy có sự mâu thuẫn, nhưng mà sự thật là không mâu thuẫn. Thứ nhất là bản tính ông ấy là con người đa nghi, thì chúng tôi viết cả một cái chương về cái đầu đề của tựa đề của cái chương là đa nghi Tào Tháo. Thì có kể lại những cái chuyện mà ông còn dạy cho tôi, chỉ cho tôi cái cách phải đa nghi nữa cơ. Ông bảo tôi là anh cẩn thận, anh phải cẩn thận, anh ở Mỹ, anh ông cũng kiểu như ông nói là anh Mỹ con, anh không có hiểu gì về chính trị. Nên là ông bảo là anh phải cẩn thận từ cái chấm cái phải, anh phải cẩn thận. Thì ông cũng chỉ cho mình đa nghi, nhưng mà về cái chuyện mà tin vào Mỹ thì thưa cô, tôi nghĩ rằng ông ấy
vẫn là nghi Mỹ, nhưng mà ông cũng nói thẳng ở trong cái bài phỏng vấn, một bài phỏng vấn ông bảo tôi bây giờ không, nếu mà không tin vào bạn mình thì còn tin vào ai được nữa, bây giờ chúng tôi tìm đâu ra một cái cường quốc khác mà có thể yểm trợ chúng tôi. Thành từ tôi nghĩ phải dùng cái chữ tin tưởng và có thể nói là bám víu vào Mỹ hơn là tin, tại vì cũng không còn cái sự lựa chọn nào khác nữa cô. Đấy, thì cái chuyện ông cũng nói rất dài trong cái tâm tư của ông ấy mà chúng tôi viết lại trong cuốn sách. Nhiều người đã đổ lỗi cho Tổng thống Thiệu là chính ông đã làm mất Việt Nam và lên án ông là đã rời đất nước ra đi khi quân sĩ còn đang ở lại chiến đấu. Theo tiến sĩ thì những cái suy nghĩ này có quá khe khắt với Tổng thống Thiệu không? Cái vấn đề mất Việt Nam nó có nhiều khía cạnh lắm, nó là một câu hỏi lớn. Nhưng tôi nghĩ rằng có rất nhiều cái dữ kiện nó đưa đến cái vấn đề sụp đổ của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng một mình ông Thiệu cũng không phải là cái người mà có khả năng để mất Việt Nam. Đấy, nhưng mà cái hoàn cảnh của ông ấy là rất là khó khăn trong cái lúc đó, là gì? Cuối cùng thì cạn kiệt hết miền Nam, dựa vào Hoa Kỳ quá nhiều, đến lúc mà cắt cái umbilical cord thì coi như là không còn cái khả năng tồn tại nữa. Đó, dư luận nói rồi thì là ông đã bỏ chạy đào ngũ. Thì thưa cô, thì trong cuốn sách này chúng tôi cũng đã viết rất rõ ràng, khi mà ông đã bị áp lực từ chức, áp lực rất mạnh mẽ. Đấy, tiến sĩ Kissinger qua đại sứ Bạc Thanh đã nói với ông rằng ông mà không từ chức thì cái cơ hội cuối cùng cho miền Nam là không còn nữa. Đấy, tức là đặt vào vai ông một cái trách nhiệm vô cùng nặng nề. Và cái điều thứ hai, ông không từ chức thì tướng lãnh của ông cũng sẽ là nói với ông từ chức. Thì thưa cô, thì tôi nghĩ là hai cái con đường đó thì không còn cách nào nữa. Đấy, nhưng mà ông cũng vẫn vất vát ông mà thì tôi từ chức, nhưng mà tôi từ chức thì có viện trợ không? Thì ông đại sứ Mạc Phay nói rằng nếu mà ngày từ chức có thể không, nhưng mà nếu mà ngày không từ chức là chắc chắn là không. Đấy, thì thưa cô, thì cái đó là cái áp lực, đó là áp lực từ chức rồi áp lực ra đi nữa. Đấy, thì tức là ông phải ra khỏi miền Nam, thưa cô. Đấy, thì tôi có nghe bà Tổng thống Thiệu kể lại là tiếc, thì ông bảo là thôi mẹ con mày đi, tao ở lại tao mặc cái quần xà lòn. Kể lại cái chuyện mà áp lực thì có những cái tài liệu đại sứ Mạc Thành mới tiết lộ, chúng tôi mới có về trong cái cuốn này, thì cái áp lực ông phải ra đi cũng rất nặng nề, tại vì nguyên phía Mỹ cũng như là phía Pháp, cũng như là Tổng thống Hương mới lên, hay là tướng Dương Văn Minh đều làm áp lực cho ông phải ra đi, tại vì nếu ông không ra đi đó, thì mặt trận giải phóng không chịu điều đình. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.